Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Quý khách muốn xem thêm sản phẩm, quý khách hãy tìm kiếm kênh Đồ gỗ Hiền Lành ở trên YouTube. Thì quý khách hãy nhấn vào cái nút đăng ký màu đỏ để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh và sau khi quý khách đăng ký quý khách hãy mở nút chuông thông báo để nhận các cái thông báo mới nhất từ kênh YouTube đồ gỗ hiền lành vòng hôm nay ngày 20 tháng 1 năm 2021 cơ sở đồ gỗ đồ thờ hiền lành tiếp tục làm các cái video clip giới thiệu tới quý khách hàng về các cái sản phẩm đồ thờ cúng tâm linh được làm bằng gỗ mít ta hôm nay tôi chia sẻ tiếp đó là chúng tôi nhận được một đơn hàng trùng tu tới từ dòng họ Thái Bình đó là dòng họ Trần một cỗ ngai thờ cổ cỗ ngai thờ này được dùng khoảng hơn 20 năm thì các bô bộ lão đã quyết định trùng tu và có đặt mới hai sản phẩm tiếp theo đó là ngai thờ đại cơ sở đồ gỗ đồ thời Hiền Lanh vừa với trùng tu một cỗ ngai thờ cổ có kích thước đó là 75 x 44 và 38 tức là chiều dài là 44 chiều sâu 38 và chiều cao 75 cm Thường thì các cái mẫu ngai thở cổ này thì các cái vành tai là để trơn và cũng không có phần trương ở bên trên. Và các cái phần mặt được sơn màu đỏ tức là sơn son thiết vàng. Và nếu đúng chuẩn thì là thường là chúng tôi sơn màu then tức là màu đen ở trên bề mặt. Đây là đơn đặt hàng tới từ gia đình của bác Trần Anh Thư tại Thái Bình chúng tôi nhận trùng tu một cỗ ngai thờ có kích thước 75 và làm mới hai cỗ ngai thờ có kích thước đại dài hơn đó là chiều dài 61 chiều sâu 50 và chiều cao là 1 mét 07 đây là cỗ ngai đời mới nhất bây giờ năm 2021 cơ sở đồ gỗ đồ thầy lanh liên tục cập nhật các cái mẫu mã mới nhất về các cái sản phẩm đồ thờ cúng tâm linh để cho quý khách trên toàn quốc được biết hai cỗ ngai thờ này cũng được sơn son thiết vàng và toàn bộ bề mặt là sơn then sơn màu đen. chân quỳ dạ cá dạ cá đục hồ phù và giáp với các cái đầu chân quỳ là có các cái con nghe bò. phía trên tầng cổ đó là đục dòng trầu mặt nguyên và phía bên trên cùng chúng tôi đó là đục trương và hai phần tai này chúng tôi chạm đó là rồng thật chúng tôi đã điểm các cái mắt rồng trông y như là các cái rồng thật vậy và cái cỗ ngai thờ này tượng trưng cho cái chiếc ghế cao nhất mà tổ tiên ngồi để chứng giám cho lòng thành của con cháu trong video trước thì tôi đã giới thiệu qua hôm nay tôi xin nhắc lại kích thước của chiếc ngai thờ là một m linh bảy sáu và năm đây còn gọi là cổ ngai thờ kích thước đại. Và ngai thờ này là kiểu ngai thờ cột trụ khác với ngai thờ ngai vách. Ngai vách thì có giá thành đắt hơn. Đây là dòng họ Trần. Dòng họ Trần đang sở hữu đó là ba ngai thờ, một ngai thờ cổ và hai ngai thờ mới. À, hai ngai thờ mới này được làm cầu kỳ hơn rất là nhiều chúng tôi đã cải cải biên mẫu thì quý khách muốn đặt về các cái dòng sản phẩm ngay thờ thì liên hệ trực tiếp qua số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684 chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên xã Yên Ninh huyện Ý Yên tỉnh Nam Định cơ sở đồ gỗ đồ thời lanh có tư vấn trực tiếp và báo giá các cái sản phẩm được chi tiết nhất đồ gỗ đồ thời lanh có cung cấp các cái nguyên liệu dát vàng như các cái chổi lông, bút và các cái quỳ vàng, vàng Đài Loan, vàng Ý, vàng 49, vàng 24K rất nhiều. Thì quý khách có liên hệ trực tiếp qua hai số hotline thì cơ sở sẽ tư vấn và báo giá cụ thể. Hiện tại thì cơ sở đồ gỗ đồ Thái Lan đang hoàn thiện rất nhiều các cái mặt hàng cho tất cả quý khách hàng trên toàn quốc như hoành phi câu đối, khám thờ, chấp kích, bát biểu. Tất cả các cái đồ thờ cúng liên quan được làm từ chất liệu gỗ rồi và gỗ mít ta trong video clip này tôi chiếu giới thiệu đó là ba cỗ ngai thờ một cỗ ngai uh, trùng tu và hai cỗ ngai chúng tôi làm mới quý khách hàng có các các cái mặt hàng trùng tu như tượng uh, tứ phủ hay là các cái tượng uh, quan tượng mẫu tượng cô tượng cậu thì có thể liên hệ trực tiếp hoặc các cái đồ bát biểu chấp kích kiệu cửa võng bản thờ ô muốn trùng tu thì quý khách liên hệ trực tiếp về tại cơ sở không qua trung gian cơ sở đồ gỗ hiền lanh nằm tại La Tiến La Xuyên xã Yên Ninh huyện Ý Yên tỉnh Nam Định và qua hai số hotline trên màn hình đó là 0986 883349 hoặc 0985 226684 thì chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể và chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại một lần nữa đó là hai cỗ ngai thờ gia tiên hay còn gọi là ngai thờ cho dòng họ được làm từ chất liệu gỗ Mita và sơn son thép vàng Đài Loan. Thép vàng Đài Loan được sử dụng tới 99% trên thị trường, còn vàng 24K thì chiếm tỷ lệ rất là ít. Quý khách có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho chúng tôi. Quý khách nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh trên cái thị trường đồ gỗ online và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo xin cảm ơn chúng tôi sẽ chia sẻ thêm